chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 13 vị thần trong Record of Ragnarok ở những video trước. Những vị thần sở hữu sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Vậy phe nhân loại sẽ cử ra những chiến binh nào xứng tầm để tham gia cuộc chiến lần này đây? Những chiến binh loài người được lựa chọn để chiến đấu với 13 vị thần không nhất thiết phải là những người tốt trong cuộc sống. Đặc điểm khiến Brunhild chọn người đó là sự phù hợp, là sức mạnh tinh thần và kỹ năng của họ. Với sự trợ giúp của các Valkyrie cùng bí thuật Volunder, những con người này sẽ đối đầu với sức mạnh của các vị thần trong Ragnarok. Vậy họ là những ai? Lưu ý rằng ở video này, chúng mình sẽ đề cập thêm đến Đức Phật vì Ngài đã đổi phe để chiến đấu cho nhân loại. Danh sách có thể sẽ có sự thay đổi trong các chương truyện tiếp theo, nên cứ đội sẵn mũ bảo hiểm đi nhé. Lữ Bố, hay còn được gọi là Lữ Phụng Tiên, chính là tướng quân mạnh nhất thuộc thời Tam Quốc. Ông xuất hiện với vai trò là chiến binh tiên phong của nhân loại để đối đầu với vị thần sấm uy vũ, Thò. Sách Tam Quốc Chí của Trần Thọ giới thiệu về Lữ Bố là người kiêu dũng, giỏi võ. Trong Record of Ragnarok, Lữ Bố mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên tầm 30 đến 40 tuổi. Trên cơ thể ông đầy rẫy chằng chịt những vết sẹo, bằng chứng cho hàng trăm lần chinh chiến lớn nhỏ của ông. Lữ Bố không hề sợ hãi khi phải đối mặt với bất kỳ ai. Ông rất táo bạo, cuồng nhiệt và luôn tận hưởng cảm giác thăng hoa khi được chiến đấu với các đối thủ mạnh mẽ xứng tầm, đồng dạng như Thò. Khi đối mặt trước cái chết không thể tránh khỏi, Lữ Bố nghiễm nhiên chấp nhận nó cũng như chấp nhận sức mạnh mình không bằng Thò, thể hiện nên một khía cạnh bất khuất của một chiến binh vô địch một thời. Vũ khí mà Lữ Bố sử dụng có tên là Phương Thiên Họa Kích, một vũ khí làm ra chỉ để phục vụ cho sức mạnh của Lữ Bố. Với sự trợ giúp của Valkyrie, cây kích này đã trở thành một thần khí có thể sánh ngang với vũ khí của một vị thần. Do đặc tính của Rangrit chính là phá giáp, nên Phương Thiên Họa Kích có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng thủ nào của đối thủ. Ngay cả chiếc găng sắt có khả năng chống được bất kỳ đòn tấn công nào của Thor cũng vỡ nát chỉ với một kích. Adam không làm khán giả thất vọng khi xứng danh là tạo vật gần với Chúa nhất, sở hữu một thân hình tuy gầy gò nhưng khá là vạm vỡ săn chắc. Với xuất thân ban đầu là tạo vật của các vị thần, Adam có một cuộc sống khá là bình dị ở trong vườn địa đàng cùng với các tạo vật khác. Và vợ của anh Eva bị buộc tội oan là ăn phải trái cấm. Adam đã giang đôi tay mình đón Eva vào lòng và xuống trái đất, tạo ra một thiên đường của riêng họ. Là người đàn ông đầu tiên được tạo ra theo hình mẫu của một vị thần, Adam được coi là con át chủ bài mang lại thắng lợi tuyệt đối cho phe nhân loại, là con người mạnh mẽ nhất trong lịch sử loài người từng có. Thậm chí khi đối đầu với đấng quyền năng tuyệt đối là Zeus, Adam cũng gần như đạt được chiến thắng không tưởng mà ngay cả Zeus cũng phải ngả mũ mà tán phục. Đi kèm với thứ sức mạnh thần thánh ấy chính là một ý chí bất khuất bậc nhất nhân loại. Ý chí Adam vẫn chống đỡ cho anh tiếp tục chiến đấu. Dù cho đã mất đi thế thượng phong, Adam không cho phép mình gục ngã, nhất là khi anh đang gánh lên mình trọng trách của toàn nhân loại. Adam chỉ có một tuyệt kỹ duy nhất, đó chính là đôi mắt của Chúa, thần Hư Thị, là tạo vật bản sao của Chúa. Adam được trao cho khả năng sao chép hoàn hảo mọi khả năng, bất chấp tốc độ cùng sức mạnh của nó như thế nào. Khi kích hoạt, cho phép Adam nhìn thấu các kỹ thuật của địch thủ, kể cả khi đó là một vị thần tối cao như Zeus. Sức mạnh từ các đòn tấn công của đối phương dường như tương đương với mức độ căng thẳng từ hệ thần kinh mà Adam phải đối mặt mỗi khi sử dụng thần Hư Thị. Thân khí của Adam là một nắm đấm sắt. Kojiro chọn thời điểm mạnh nhất của mình trong hình hài của một lão già cao kều với một mái tóc bạc phơ. Thân hình ông thì chằng chịt những vết chai sạn và những đường kiếm, thể hiện cho việc không ngừng rèn luyện. Dù luôn đến trễ tại võ đường và chây lười trong việc luyện tập kiếm thuật, Kojiro vẫn là một kẻ có niềm đam mê mãnh liệt đối với kiếm kỹ. Kojiro đã đi khắp Nhật Bản và thách đấu với vô vàn vị kiếm sĩ tài ba, nhưng luôn chỉ có một cái kết cục là thất bại trước họ. Sau đó như một vòng lặp, Kojiro lại bắt đầu tìm hiểu về sơ hở của từng đối thủ mình đã đối mặt để vượt qua họ, đồng thời cải thiện kiếm kỹ của mình trong tưởng tượng. Vào năm Kojiro 26 tuổi, ông đã chết dưới tay của một bậc thầy kiếm thuật có tên Miyamoto Musashi. Kojiro bị cuốn quá sâu vào việc phân tích lối đánh của Musashi và bị ông chém chết trong trận tử chiến này, để lại một vết kiếm trên mặt của Musashi. Sau khi chết đi, Kojiro cuối cùng cũng vượt qua Musashi bằng cách lặp đi lặp lại trận chiến với đối thủ và phân tích lối đánh của ông thành công. Sasaki Kojiro sở hữu một bộ óc chiến đấu vô cùng độc đáo, cho phép ông có thể hình dung ra những đối thủ mà ông đã từng giao đấu qua và chiến bại. Kojiro có thể mô phỏng đối thủ trong tâm trí mình sau khi tìm hiểu được cách di chuyển, hơi thở và kỹ thuật của họ. Đồng hành cùng với Kojiro là một thanh katana được hóa thành bởi Chris. Chris có tính cách lưỡng cực, một bên là người điềm tĩnh và dễ thông cảm, còn bên còn lại thì tinh thần không ổn định, dễ nổi nóng. Khi vũ khí bị bẻ đôi, nó sẽ tách thành hai với mỗi một vũ khí chứa một bản thể tính cách của cô. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Jack the Ripper là tên sát nhân đã gây nên một cơn ác mộng trên khắp ngõ ngách của thành phố London và cũng là chiến binh đại diện cho nhân loại trong trận chiến thứ tư của Ragnarok. Jack ăn mặc giống hệt như một quý ông,
với một mảnh đơn phiến kính mắt ở bên phải, đầy những bánh răng ở phía trong. Jack được sinh ra ở đâu đó trong một khu ổ chuột của London bởi một gái gọi có tên là Mary. Mary đã phá thai cả thầy 5 lần, nhưng tới lần thứ 6, bà lại không nỡ phá nó đi mà sinh ra, đó chính là Jack. Hắn dành phần lớn thời gian để lục lọi tại những bãi rác để kiếm về những mẩu thức ăn cho mình và mẹ, làm các việc lặt vặt như là giao báo để kiếm thêm tiền. Trong quá trình lục lọi ở những bãi rác, Jack đã luôn bị đánh đập bởi những tên côn đồ và những ông chủ nhà hàng. Những lần đó hắn luôn nhìn thấy được màu sắc u tối mà những kẻ thượng lưu dành cho mình: trịch thượng, kiêu ngạo, khinh thường, phỉ báng, mỉa mai những kẻ bần cùng dưới đáy xã hội. Jack thay đổi khi hắn nhận ra hắn chỉ là một mắt xích để níu kéo người cha từ Mary. Bắt đầu từ giây phút nhận ra sự thật, hắn đã mất đi tất cả. Jack bất chợt hiểu ra mọi thứ và thấy được thứ sắc màu thực sự ẩn sau màu sắc đẹp đẽ của mẹ. Và thế là hắn quyết định kết liễu mẹ mình bằng một con dao ngay cổ. Jack the Ripper là một bậc thầy về sát thủ. Với bộ óc thiên tài, tinh quái và độ lươn lẹo, có thể lẩn trốn và ám sát mục tiêu bằng vô vàn cách khác nhau. Trong cuộc đi săn, Jack sẽ sẵn sàng sử dụng mọi thứ để giết chết kẻ thù, cùng với bộ não đầy sáng tạo của mình. Jack được trời phú cho một con mắt phải có khả năng nhìn thấu được tâm hồn của người khác dưới dạng màu sắc. Dù chỉ là một rung động nhỏ nhất, hắn vẫn thấy được màu sắc thực sự của họ. Chính điều này đã khiến hắn có thể liệt sát bao nhiêu con người mà vẫn thoát khỏi sự truy bắt đến từ phía cảnh sát. Ở ngoại truyện, tác giả đã cho hay Jack này chỉ là pha ke, vì thấy Jack thật quá phè nên đã kết liễu và thay thế hắn ta. Để có thể tạo ra những tuyệt chiêu và kế hoạch như vậy, thân khí của Jack đã đóng góp không nhỏ vào việc đó. Người hóa thân thành thần khí của hắn chính là Hillock. Khi cô đã hóa thành đôi găng tay của Jack và cho phép hắn cường hóa bất cứ thứ gì khi đôi găng tay này chạm vào, Hillock không muốn kết hợp nhưng bị Jack cưỡng ép trở thành thần khí. Không giống như những gì đã được miêu tả trong lịch sử, Raiden Thamemon sở hữu một thân hình vô cùng săn chắc và chiều cao khủng bố. Anh còn cao hơn cả hai bán thần Valkyrie và thậm chí khi ngồi xuống, bàn tay anh vẫn đủ để bao phủ các đối thủ sumo khác. Tháng 1 năm 1767, Raiden được sinh ra với một di chứng có tên gọi bó buộc ngoài cơ xương. Dẫu cho đã sắp lên 3, anh vẫn khiến bố mẹ mình không khỏi ưu phiền vì con mình vẫn không thể tự đi bằng hai chân. Các cơ thịt của Raiden tự động thắt chặt lại một cách bất thường, bẻ gãy gần như tất cả các đốt xương trên người và càng ngày càng phát triển một cách mất kiểm soát bất cứ khi nào anh bước đi. Sự kiên trì của anh đã giúp cơ thể tự tạo ra một loại thuốc chữa, kìm nén cơ bắp lại có tên là Bách Ấn. Khi lên 5, anh bắt đầu thể hiện việc hứng thú với bộ môn sumo từ việc quan sát những đứa trẻ khác tập luyện môn thể thao đấu vật này. Sau này, trong hơn 20 năm thi đấu, Raiden gần như không thể bị đả bại bởi bất kỳ một ai và người ta đã mệnh danh anh là võ sĩ sumo mạnh nhất lịch sử. Sau đó, anh đã không bao giờ chiến đấu nữa và rời khỏi võ đài. Sau khi triệt để khai bỏ Bách Ấn, Raiden đã có thể tự do thi triển hoàn toàn 100% công lực của mình trong trận Ragnarok. Để có thể kiểm soát cơ bắp hoàn hảo như vậy, không thể không kể đến sự trợ giúp của cô nàng cơ bắp nhất hội Valkyrie, Pruder. Cô đã hóa thành Bách Xích và hợp nhất với cơ thể Raiden để giúp anh kiểm soát cơ bắp của mình. Buddha có tên thật là Tất Đạt Đa hoặc Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là đại diện của nhân loại trong vòng đấu thứ 6 của Ragnarok, đối đầu với Zerofuku, mặc dù ban đầu ông được coi là đại diện cho các vị thần. Tương truyền, Tất Đạt Đa là một con người có thật, sống trong lịch sử từ năm 624 trước công nguyên đến năm 544 trước công nguyên. Ngài vốn là vương tử hoàng tộc Gautama của tiểu quốc Shakya. Sau khi nhìn thấy một người già, một người bệnh, một xác chết, một sa môn, Tất Đạt Đa từ bỏ mọi ham muốn trần tục và đi tu. Đức Phật đã đi sâu vào phần cơ bản của tinh thần. Ông đột nhiên được giác ngộ về mọi thứ của thế giới. Sau khi đắc đạo, Ngài bắt đầu truyền bá tư tưởng và thành lập nên Phật giáo. Trong truyền thuyết, Đức Phật có vẻ ngoài và tính cách khác biệt so với nguyên bản. Tuy nhiên, bản tính yêu quý chúng sanh, nâng niu sinh mệnh nhân loại vẫn được thể hiện khá rõ. Vì muốn con người tiếp tục sống, Đức Phật đã phản bội các vị thần, quay sang chiến đấu cho con người. Đức Phật có hình dáng của một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, mặc áo ba lỗ, đeo cặp kính hình chữ nhật, cùng với áo cà sa được buộc quanh eo và ôm trở lại hai cánh tay. Đức Phật buộc tóc về phía sau theo kiểu cổ điển, đeo hoa tai cùng dái tai thon dài. Ngài có răng nanh sắc nhọn và được thấy thường ngậm kẹo mút. Với sức mạnh thần thánh và sở hữu sức mạnh thể chất siêu việt, thay vì Volander, Ngài sử dụng vũ khí của riêng mình, một cây quyền trượng bao gồm 6 hình thức của vũ khí. Trong đó, mỗi hình thức dựa trên một cảnh giới trong vòng luân hồi của Phật giáo, được gọi là lục đạo luân hồi. Tân Thủy Hoàng, tên Húy là Chính, Tính là Doanh, Thị là Triệu hoặc Tần, là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ chiến quốc vào năm 221 trước công nguyên.
ông lên ngôi Tần Vương năm 13 tuổi và trở thành hoàng đế năm 38 tuổi. Tần Thủy Hoàng là một trong những chiến binh đỉnh cao của con người, được lựa chọn tham gia và chiến đấu chống lại các vị thần ở Ragnarok. Tần Thủy Hoàng trong truyện là người có tầm vóc trung bình. Ông mặc một chiếc áo choàng hở vai phức tạp, giống như những chiếc áo choàng của các hoàng hậu Trung Quốc. Đeo một chiếc khăn bịt mắt được trang trí với một vệt hoa văn. Trên má phải có hình xăm của một con rết. Trong văn hóa Trung Quốc, rết được gắn liền với những liều thuốc ma thuật mạnh mẽ, mặc dù được biết đến là loài có nọc độc. Vì vậy, hình xăm của con rết trên má của Tần Thủy Hoàng có lẽ là để phản ánh ông theo đuổi thuốc trường sinh trong suốt cuộc đời của ông. Tần Thủy Hoàng có lẽ là hoàng đế hùng mạnh nhất trong lịch sử của nhân loại, vì ông có thể đánh bại quỷ thần Sivu, ném Ares chỉ bằng một tay mà không cần bất kỳ nỗ lực nào, cũng như chiến đấu ngang ngửa với vua của âm phủ Hades. Ông có võ thuật cao cường, phản xạ và sức mạnh thần thánh, thậm chí bắn đạn từ không khí. Chiếc bịt mắt giúp che khuất tầm nhìn của ông, giúp bảo vệ khỏi ảnh hưởng của hiệu ứng phản chiếu qua gương. Cụ thể là ông sẽ bị thương giống hệt người mà ông nhìn thấy. Ông cũng có thể nhìn thấy dòng chảy của khí, nhờ đó ông có thể đánh trúng chính xác huyệt tề của đối thủ. Vũ khí của ông là thanh kiếm Thần La Khải Tụ, được hóa thành bởi Valkyrie Arviter. Chắc hẳn với những người đam mê công nghệ, máy móc khoa học, không còn quá xa lạ với cái tên Nikola Tesla. Nikola Tesla là một nhà phát minh, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện người Mỹ gốc Serbia. Ông là nhân vật được biết đến nhiều nhất nhờ mang đóng góp của bản thân để thiết kế ra hệ thống điện xoay chiều hiện tại. Có thể khẳng định rằng, ông là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong Record of Ragnarok, Nikola Tesla là một người đàn ông khá cao, trẻ và gầy, với mái tóc xoăn màu nâu rẽ ngôi. Ông mặc trang phục lịch sử với áo sơ mi trắng, cà vạt đen và áo gi lê. Những chiếc kính bảo hộ và kiểu tóc của ông dường như được lấy cảm hứng từ anh trai Dan Tesla, người mà ông rất kính trọng. Tesla sở hữu trí tuệ vô biên, những sáng chế của ông để lại đã đi vào lịch sử. Vũ khí thần thánh dưới dạng áo giáp cơ học màu vàng và xanh lam do chính Tesla thiết kế, với sự giúp đỡ của các nhà khoa học đồng nghiệp và được cung cấp bởi nữ Valkyrie thứ 9, Gondul. Nó cung cấp cho ông sự bảo vệ bổ sung cùng với rất nhiều sức mạnh khoa học khác, chẳng hạn như electrokinesis, bay và dịch chuyển tức thời. Trên đây là 8 đại diện của nhân loại đã xuất hiện trong thời điểm hiện tại của manga. Tiếp theo sẽ là 4 đại diện khác đã xuất hiện như chưa từng được chiến đấu. Okita Soji, không lạ gì khi một cái tên Nhật Bản lại xuất hiện một lần nữa. Quê hương của tác giả thì chắc chắn là phải dành sự ưu ái đặc biệt là điều đương nhiên. Okita Soji là đội trưởng đội 1 Shinsengumi, lực lượng cảnh sát đặc biệt ở Kyoto trong suốt giai đoạn cuối của Mặc Phủ. Anh nổi tiếng là một tay kiếm thiên tài, một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của Shinsengumi, cùng với Saito Hajime và Nagakura Shinpachi. Tên Soji có nghĩa là tổng tư. Okita Soji là một nhân vật đã xuất hiện trong Record of Ragnarok, được miêu tả là rất trẻ, có thể là một thiếu niên. Mái tóc đen dài của anh được buộc lại thành đuôi ngựa. Anh đeo một chiếc khăn có họa tiết kẻ caro và mặc áo choàng truyền thống của Nhật Bản. Soji dường như rất dễ bị kích động và đang háo hức chờ đợi trận đấu sắp tới của mình ở Ragnarok. Thiết kế nhân vật và tính cách của Soji được lấy cảm hứng từ Okita Soji trong series Chiruran Shinsengumi Requiem, một bộ truyện chạy cùng tạp chí với Shumatsu no Valkyrie. Lịch sử ghi nhận Soji bởi cá tính và tài kiếm thuật của anh. Với kỹ thuật thần sâu, Soji có một tuyệt chiêu là Mumioken, hay còn gọi là Vô Ảnh Kiếm, hay Sandanzuki Tam Đoạn Thích, một kỹ thuật có thể đồng thời tấn công cả cổ, vai phải, vai trái của đối thủ chỉ với một chiêu. Khả năng của Soji vẫn chưa được tiết lộ nhiều, nhưng hứa hẹn những chiến binh đã được chọn cho Ragnarok chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhà tiên tri Michael Nostradamus là dược sĩ và nhà tiên tri người Pháp. Ông là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại và là tiền bối của bà Vanga. Ngay từ khi còn nhỏ, Nostradamus đã bộc lộ năng khiếu toán học, thiên văn và chiêm tinh học. Trong suốt 400 năm qua, những lời tiên tri của Michael de Nostradamus đã khiến các nhà khoa học khó có thể giải thích. Trong số hơn 1.000 lời tiên đoán của ông, có đến quá nửa đã trở thành sự thật. Nhiều người cho rằng Nostradamus đã dự đoán chính xác các sự kiện như Mỹ thả bom hạt nhân vào Hiroshima năm 1945, Cách mạng Pháp năm 1789, sự nổi dậy của Hitler, cái chết của công nương Diana và hai cuộc chiến tranh thế giới. Trong Record of Ragnarok, Nostradamus có hình dáng của một cậu bé thấp nhỏ với mái tóc dài màu sáng, mang nhiều nét ngoại hình nữ tính. Anh mặc quần áo của những người đàn ông giàu có trong thời đại của mình. Nostradamus có tính cách ngốc nghếch, hay thay đổi, sôi nổi nhưng dễ gần. Anh thích chơi khăm và làm những việc chỉ đơn giản là khiến người khác khó chịu, chẳng hạn như mặc quần áo của Brunhild hoặc nói với Gon rằng anh đã thấy trước các vị thần sẽ chiến thắng Ragnarok. Nostradamus cũng rất tò mò đến mức ám ảnh, thậm chí còn phá hủy Bifrost mà không có lý do thực sự, mà chỉ tò mò điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm vậy.
anh cũng có thể được coi là khá táo tợn và trơ trẽn, vì còn chẳng thèm quan tâm đến hậu quả của hành động mình làm, tự tung tự tác một cách tự nhiên và trẻ con. Brunhill thậm chí còn nói với Gold rằng tính cách này khiến anh ta trở thành con người khó chịu nhất trong lịch sử, và lý do duy nhất cô đưa anh đến Ragnarok là vì Nostradamus là nhân vật quan trọng và chủ chốt trong chiến thắng của con người trước các vị thần, và nếu không phải vì điều đó, cô đã gửi anh ta trở lại Helheim. Vẫn chưa có thông tin về khả năng của Nostradamus trong Record of Ragnarok, nhưng có thể phỏng đoán được năng lực của anh có thể liên quan đến ngoại cảm thấu thị và chữa bệnh. Simoheia, biệt danh Cái Chết Trắng, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1905, mất ngày 1 tháng 4 năm 2002, là một lính bắn tỉa của quân đội Phần Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Chiến tranh Mùa Đông năm 1939-1940 chống lại Liên Xô. Được cho là đã giết hơn 500 người trong Chiến tranh Mùa Đông kéo dài chưa đầy 100 ngày. Simoheia đã sử dụng súng trường M28, một biến thể của súng trường Mosin, và một súng tiểu liên KP-31 là nguyên mẫu hậu duệ của M22. Simoheia có thể ước tính khoảng cách với độ chính xác từ 1m đến 150m. Trong quá trình huấn luyện cảnh vệ dân sự của mình, ông đã từng bắn trúng mục tiêu 16 lần từ khoảng cách 150m chỉ trong 1 phút. Trong Record of Ragnarok, ông được mô tả là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác mùa đông với chiếc mũ trùm đầu. Phần hàm được bao phủ bởi một mảnh vải. Điều này có lẽ là để che giấu sự biến dạng của hàm trái do một viên đạn được bắn bởi một lính bộ binh của đối phương. Tính cách và khả năng của ông vẫn chưa được tiết lộ. Lại là một đại diện đến từ Nhật Bản, nhưng các bạn đừng nhầm với anh chàng phản diện trong series Gintama nhé. Sakata Kintoki, tên thật là Kintaro, một anh hùng dân gian trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Một đứa trẻ có sức mạnh siêu phàm, anh được một Yamauba nuôi dưỡng trên núi Ashigara. Kintaro là một nhân vật vô cùng nổi tiếng ở Nhật Bản, với hình ảnh của anh tô điểm cho mọi thứ, từ tượng đến sách truyện, anime, manga cho đến các nhân vật hành động. Từ nhỏ, Kintaro đã có sức mạnh hơn người tới mức có thể vung vẩy một chiếc rìu lớn và luôn được động vật yêu mến. Một ngày nọ, sức mạnh phi thường của anh đã được vị võ sĩ Minamoto no Yorimitsu ở Kyoto công nhận và chiêu mộ. Từ đó Kintaro lấy tên là Sakata Kintoki, đi theo phò trợ cho vị võ sĩ đánh đuổi lũ yêu ma quỷ quái. Trong Record of Ragnarok, Kintoki có hình dạng là người đàn ông trẻ tuổi và vạm vỡ với mái tóc ngắn màu vàng sắc nét. Anh mặc một chiếc áo khoác để lộ cơ bụng như tạc và một chiếc quần hakama. Kintoki là một người đàn ông tốt bụng nhưng thẳng thừng, khuyên Đức Phật đừng ở lại bệnh xá và thậm chí còn mang kẹo làm quà cho ngài. Ngoài khả năng và vũ khí vẫn chưa được tiết lộ, Kintoki được ngụ ý là một nhà điều tra lành nghề, vì anh có thể suy ra nơi Đức Phật có thể sẽ đến và được Đức Phật yêu cầu tìm kiếm thông tin có liên quan đến Siegfried. Bốn người kể trên cộng với 8 trận chiến trên manga đã là 12 đại diện, vậy chỉ còn một slot cuối cùng. Có hai cái tên sau đây có trong danh sách nhưng đã bị Đức Phật chiếm một slot. Hãy cùng tìm hiểu sơ qua và đoán ai sẽ giành được slot xuất hiện cuối cùng nhé. Leonidas là một trong những vị vua tài giỏi nhất lịch sử trên thế giới. Không những vậy, ông còn sở hữu một trái tim dũng cảm và đầy kiên định. Vua Leonidas được cho là hậu duệ của Hercules, á thần nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Sinh ra mang dòng máu của đế vương, Leonidas là con thứ ba của Anaxandridas, không phải con cả. Nhưng Leonidas cuối cùng cũng vẫn lên ngôi vào năm 488 trước công nguyên, sau cái chết của cha và hai anh trai. Ông trở thành vị vua vĩ đại của người Sparta khi vua Ba Tư Xerxes đệ nhất đã đem quân tới xâm lược Hy Lạp. Những người Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Leonidas đã chiếm lấy vị trí trọng yếu tại Thermopylae, nơi mang tính địa hình chiến lược. Nhưng sự xuất hiện của một kẻ phản bội người Hy Lạp khiến họ rơi vào thế gọng kìm. Điều này dẫn tới việc vua Leonidas cùng 300 người lính Sparta đều hy sinh, một cái chết anh hùng để bảo vệ vùng đất mà họ yêu quý. Trong Record of Ragnarok, vua Leonidas chưa xuất hiện, nhưng chắc chắn cuộc chiến của huyền thoại vua Leonidas sẽ vô cùng hấp dẫn. Grigory Yefimovich Rasputin là một nhân vật lịch sử Nga, tự phong cho mình là tu sĩ với thần lực của Thượng Đế. Rasputin được cho là tu sĩ, kẻ mê hoặc nhân tâm, người của Thượng Đế, tiên tri, thần y, v.v. Có rất nhiều thông tin về Rasputin, nhưng khó có thể xác định tính trung thực vì phần lớn là huyền thoại hay lời đồn đại thêm thắt của công luận. Rasputin sinh ra vào thập niên giữa 1863 và 1873 trong giai cấp bần nông. 18 tuổi, Rasputin bị bắt vào tu viện sám hối do tội ăn cắp vặt của mình. Tại đây ông được học về tôn giáo, sau đó trở thành tu sĩ lang thang khắp nơi. Nói về chiến tích của Rasputin thì khá là dị, khi ông ta đã gia nhập tà giáo, hấp diêm nữ tu sĩ, thông dâm, nghiện rượu và á phiện, tham nhũng, làm điệp viên cho Đức, vân vân và mây mây. Vì vậy, Rasputin từng bị ám sát rất nhiều lần, tuy nhiên không vụ nào thành công.
khi có làm gì ông ta cũng không thể chết. Họ phải dùng gậy đánh thêm nhiều phát rồi bọc vải ném xuống hồ nước đóng băng. Thi thể của ông ta sau đó được vớt lên. Và sự kỳ lạ là sau khi khai quật mộ và đem đốt xác, xương của Rasputin bỗng co quắp giật nảy lên dù đã chết từ rất lâu. Vậy bí quyết sống dai của Rasputin là gì? Có lẽ là cái gì cũng nghiện, trà, thuốc, rượu, gái gú, không từ cái gì cả. Và tôi đoán chắc chắn là do ông này mang trong mình bút bi Conan của Samashop nên mới sống dai thành huyền thoại như vậy. Quá nhiều option cho các bạn lựa chọn với đủ màu sắc thiết kế. Chưa kể bút dùng lại còn bao uy tín, nét viết mềm mại nắn nót vô cùng chất lượng. Nhanh tay mua ngay để được giảm giá. Đã thế lại còn sống dai đánh mãi không chết. Link ở dưới phần mô tả nhé. Và thế là chúng ta vừa tìm hiểu về danh sách đại diện nhân loại trong đại chiến Ragnarok. Vẫn còn có rất nhiều tranh cãi về việc tác giả quá ưu tiên cho quê hương Nhật Bản, dẫn đến việc không công tâm khi chọn nhân vật. Thế nhưng vẫn không thể phủ nhận độ hấp dẫn của Ragnarok và sự đầu tư xây dựng nhân vật của tác giả. Hãy cùng đón chờ các trận đấu nảy lửa sắp tới nhé. Nếu các bạn có bất kỳ đóng góp nào cho video hay hứng thú với bất kỳ nhân vật hay trận đấu nào trong Record of Ragnarok, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Chúng mình sẽ cố gắng lên video sớm nhất. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!